Cảm ơn các bạn đã đến kênh YouTube Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay mình đang bơm cát cái nền nhà đây, cũng vừa mới bơm chút thôi nè. Nền nhà này cũng nhỏ ha. Thì hôm nay bạn cát vào đoạn cát lúc này quá bùng. Nhà này 2 ô ha. Chỉ cho làm 2 ngăn. Ở phía sau này là bờ sông. Đây ở phía sau đây. Đường thoát nước làm như thế này. Ôi, phía sau này cũng sâu nè, khoảng mét mấy nè. Mấy anh thợ anh sợ sẽ bị sôi cái chân móng nè, anh làm cái con tôm gì cho nó chạy xuống sông. Để con tôm gì nó chạy xuống sông luôn. Con nước giờ chảy quá mạnh. Giờ này thì nước nó dồn ngược trở lại là nó sắp tràn ra ngoài đường rồi nè. Ghé bé mặt mình ra nè nè. Ngồi đây là nước sẽ tràn ra qua ra cái đường đi.
chạy qua bên kia luôn. Sáng nó chưa có ra đâu, cho lỗ cho nó chạy đi. Chạy qua tới xe lại rồi, đã tới địa bên rồi. Trước giờ này sắp tan mặt đa luôn rồi nè. Sắp đầy cái ô bên đây rồi nè. Đây chưa, đây chưa.
rồi cái ô nhỏ ở đây đã xong rồi, để qua ô lớn lại để phá và cho nó cao lên là đủ có luôn. Bước cái này nó đang ra của đường luôn nè. Sao vậy được rồi? Anh có lỗ trước này nè. Điện à? Nước tràn ra thì ngập con đường ra luôn. Thằng ghé tháo ra để bơm cái lỗ ở phía trước này. Khu vực cái trên này là đây này dung lên hết rồi, bơm cái lỗ phía trên này nữa là xong. Đây nước tràn ra con đường thoát về đây. Để vô nhà luôn rồi. Bên đây thì thoát về qua đây nè, qua mấy giường bên đây nó không có ngập đầu ảnh hưởng chứ nhà người ta. Đây nó chạy xuống sông luôn nè, ngập cái xăng này một chút. Ừ.
Đổ vô để nó nước. Rồi được rồi, nóng nước lên đi, nóng nước thành hạch lên đi, dài không? Nóng nước. Nước gần dài không đó. Giờ vừa đủ đầy rồi, mình nóng nước lên để dài không? Qua con đường. Rồi gắn con đường mình lắp vô đường dây này, làm bơm ra phía sau nè. Nằm lòng lỏng chút xíu rồi tắt máy, đang nằm nước rồi đó. Rồi tắt máy đi. Lỏng rồi tắt máy đi. Rồi tắt máy mình dời ống qua bên kia. Lắp qua con đường để bơm bên kia cho nó hết ghe luôn. Quay đầu các bạn. Thì hồi nãy giờ mình đã nói tới xong rồi nè, lắp ra con đường mình bơm ở phía sau. Mình dư cát ở dưới kia mình bơm ở phía sau cho hết luôn. Đây bơm được đường hẻm này, tạo cái chánh hậu tấn nước cước ha, cho anh chạy nước ra cát ở lại nước chạy ra. Anh thấy cái phé kỳ kỳ á, phé gặp bự đâu, tấn cái phé kỹ các mấy. Hai cái phé này nè, đây chạy cái để không lọc ra nó chạy ra. Chạy ra đó. Chớm vậy nó bỏ luôn cái gì mà.
Có mấy gà trống à? Gà con ở trong mình là mẹ. Gà trống này rất đẹp à. Gà con nó tiêu à. Nó qua bên đây. Để cho đại đi. Qua thầy. Đi nó đây nó chịu ghét lấy làm đấy. Sắp lúc cái đu luôn à. Giờ này cũng sắp hết rồi, vì sao mình xin kết thúc video đây nha các bạn.